hiểu sai. Và khi các bạn ghép cây đai châu, những cây đơn thân, thì bình thường này chúng ta được truyền thống từ trước giờ là chúng ta cắt rễ đi để ghép. Thì thực ra như thế này, cắt rễ là hình thức để kích rễ. Khi cây cắt hết rễ đi thì nó tức, nó già rễ. Còn nếu chúng ta đã có phân thuốc để kích rễ thì không nên cắt, bởi vì chúng ta phải giữ lại bộ rễ đó. Thế thì đối với những bạn mà không có đủ phân thuốc mà chúng ta ghép thì nên ghép vào đúng mùa. Hiện nay ấy, người ta cứ mùa này người ta bóc đai châu ra bán thì mọi người không nên mua nhá. Ra xuân khi cây chơi hoa xong chúng ta mang ra ghép, chúng ta lúc đó hãy mua, đừng giờ đừng có mua. Thực ra họ bóc giờ này để chúng ta mua trồng mười chết chín để sang năm họ bán tiếp thôi. Nên là tốt nhất là cái mùa này đừng có mua đai châu về ghép vào mùa này. Ăn Tết xong chúng ta ghép lại. Ghép thì nếu không có điều kiện thì các bạn phải cắt bớt rễ đi để nó ra rễ. Còn nếu có thì chúng ta 30-10-10 cộng với Terasoc 4 hoặc 30-10-10 cộng với Rootflex, cứ phun cách 2 ngày phun một lần liều 1 gram và 1cc trên lít. Vừa rồi mình đã ghép, gặp vụ trái mùa mình ghép đai châu các thứ trong Sài Gòn có 24 ngày thôi. Mình để nguyên bộ rễ và tất cả nó ra rễ rất là mạnh và mình đã post lên trên Facebook. Thì đấy là cái phần mà về rễ, tức là để chúng ta là có cắt hay không cắt thì chúng ta không thiết phải cắt nếu chúng ta có thuốc kích. Còn nếu không có thuốc kích thì chúng ta phải cắt để cho nó ra rễ mới. Đấy là mọi người nhớ. Còn thứ hai nữa, các bạn nói là về cái lúc nãy bạn Hồng nói là về cái thân mà chúng ta bắt thành ba nhánh ấy. Đối với những cái cây mà nó yếu thì chúng ta để ba, nhưng mà cái kẻ trầm hay giả hạt mình tách từng thân một luôn. Mình có mua một cái giỏ giả hạt là gồm có 2 thân tơ và tới 6-7 thân ông bà. Mình về mình cắt bụp ra từng thân một, mỗi thân đều ra con. Thì tốt nhất là các bạn nên dùng cái cây ki duy để kích cho nó ra mầm. Mầm con ấy là dùng cây ki duy đối với ra mầm ở gốc. Còn cái cây cái kích của nghĩa nguyện, lan rừng nghĩa nguyện ấy, là kích cho thân già đã cắt ra thì thằng đó lại ki rất là tốt. Cái thứ ba nữa là về cái cây đai châu, những cây này khi mọi người ghép lên á, cây này thì nó cứng, nó rất đều, nó không bị vẹo vỏ như là đai châu. Các bạn nhìn thấy nó sẽ vẹo vỏ đúng không? Thì khi ghép lên các bạn chậu hay ghép gỗ thì các bạn nhớ đặt cái hướng cây là theo hướng bắc nam. Cái mặt này là mặt đông tây, mặt này đông hoặc mặt này tây, các bạn phải ghép này hướng bên này bắc, hướng bên này nam. Xoay nắng trực tiếp đấy. Thì cây luôn luôn lên rất đều. Bạn có nhìn thấy có những cây nó thẳng đều từ dưới lên trên, nó không bị vẹo vỏ không? Là người ta đặt đúng hướng, đúng ánh nắng. Đã. Hướng này là hướng bắc, hướng này là hướng nam, đông tây. Đã. Ghép lên đặt đúng hướng này thì luôn luôn cây của các bạn lên nó không bao giờ nó bị vẹo vỏ và nó sẽ lên thẳng tắp từ dưới lên trên. Đối với cây đai châu. Thế còn cái về chỗ anh Nam thì anh Nam lúc nãy mới nói về nấm bệnh, chứ chưa nói về sâu bệnh. Thực ra cây lan của mình rất ít sâu bệnh. Nó không có con nào ăn lá cả. Nó chỉ có bọ trĩ này, nhện đỏ này, các loại rệp, rệp sáp, rệp muội, rệp bồ hóng, rệp phấn trắng, ruồi vàng, muỗi vàng. Thì chúng ta là phải phòng cho nó, còn phải chữa. Thì đây có cái theo nguyên tắc của tôi thì tôi đi ngược anh Nam, tức là tôi hạn chế chữa bệnh, tôi chỉ có phòng thôi. Chúng ta hạn chế chữa, trừ trường hợp có những cây quý thì chúng ta cứu nó. Bởi vì các bạn có nghĩ là một cái cây này khi nó đã bị như thế này rồi, các bạn có chữa thì cái chỗ này cũng rất khó ra hoa. Nếu bị bệnh nhá, còn bây giờ mình mất nước thì chúng ta bù nước lại thì nó sẽ khỏe lại. Nhưng khi những cây nó bị bệnh mà nó đã rụng lá rồi thì các bạn nhìn thấy cái thân nó đang rất to, tự nhiên nó thắt lại. Nếu ở đầu mùa sinh trưởng, ví dụ cây sinh trưởng từ tháng 3 đến tháng 12, từ tháng 3 đến tháng 6, nếu các bạn cắt luôn để cho nó ra cây con, thà chúng ta nuôi cây con còn hơn nuôi nó, thì nó có ra hoa cũng thuộc là bớ vẩn. Thế vừa rồi chúng ta phòng bệnh thì phòng bệnh như thế này. Đây là cái Bencona, nó chuyên trị virus, vi khuẩn và nấm. Bệnh của lan chủ yếu là virus, vi khuẩn và nấm. Thì tất cả vườn lan của chúng ta nên phun kể cả vườn, tức là nền đất. Và cây lan chúng ta cũng phun cho nó. Cây mới mua ở nhà bạn xin về cũng phải phun cho nó.
Phun trực tiếp vào cây thì 2cc trên lít, còn phun vườn giá thể đất là 10cc trên lít. Cái này hoặc Phisan 20 để phòng, chúng ta hạn chế chữa. Ngoài ra chúng ta có thể dùng Agrifort để phòng. Thế còn khi cây đã bệnh thì nói chung là cây nó cũng yếu lắm, khó chữa trừ. Các bạn có cây nằm cánh trắng 100 triệu hay bao nhiêu ấy, cố mà cứu để đẻ, để nó đẻ tiếp. Thế còn không, thôi, hạn chế, cách ly nó ra khỏi vườn. Cái chữa chỉ dành cho những nhà vườn lớn, tại vì họ làm lớn họ sợ lây lan. Còn chúng ta nhà nhỏ thì chúng ta nên phòng thôi, hạn chế dùng thuốc, phòng là chính. Hai là về bệnh ấy, thì cái bọ, bọ trĩ và bọ nhện đỏ là bọ mới dậy nhất. Nó châm một pháp, cái vết thương đó là tất cả các loại bệnh thối nhũn rồi, thối chết nhanh rồi thì thán thư, rỉ sắt đều xâm nhập vào luôn. Thì các bạn phải diệt nó bằng cái riêng nhện đỏ là Pestcure. Cái này chuyên trị bọ nhện đỏ đã kháng thuốc. Tức là cái bệnh kia thì các con có thể các thuốc khác có thể chữa được, nhưng đã kháng thuốc thì chỉ có thằng này diệt được thôi, là thằng Pestcure. Cái hai là trị tất cả các loại dẹp và bọ trĩ. Bọn bọ trĩ là nó đốt cũng kinh lắm, là bọ trĩ. Cái thứ ba thì chúng ta có thể là cái bọn ruồi vàng, muỗi vàng. Thì chúng ta hai phương pháp, một phương pháp là đuổi, hai phương pháp là dẫn dụ để cho nó bẫy nó. Thì khuyên các bạn không nên dùng bẫy, bởi vì nếu bẫy các bạn phải hàng tuần các bạn phải cho thuốc vào. Nếu không cho vào nó hết thuốc đi, các bạn để cái mùi đó lại dụ tất cả nó về nhà mình. Thì chúng ta dùng cái đuổi đi đấy, hoặc chúng ta có thể dùng Phenona để chúng ta tiêu diệt nó. Thì đấy là về sâu bệnh. Thì lan thì không có sâu, chắc chắn không rồi, chỉ có vài con này thôi. Rệp, các loại rệp, bọ trĩ, nhện đỏ, ruồi vàng. Ruồi vàng thì thường thường là chọc vào thân, đốt gãy thân luôn, đẻ trứng ra nằm trong thân cây tự nhiên gãy gục, chả bị sao cả thì nó bùng phát. Muỗi vàng là tất cả các bông hoa của các bạn đã ra nụ, tự nhiên cái bông hoa tự nhiên nó héo lại, hoặc bạn lúc bạn móc ra bên trong con bò. Thì đấy là con muỗi vàng. Tất cả các bạn ấy thì nên dùng cái Candona để mà giết nó, hoặc là dùng cái thuốc để dụ nó về rồi giết. Nhưng mà theo mình thì không nên dụ nếu chúng ta không kiểm soát được riêng. Còn bây giờ là cái này là Movento của hãng Bayer của Đức, rất tốt cho cái này là nội hấp. Khi tưới cái này thì bạn phải lắc đều và phun vào rễ và mặt dưới của lá, không cần phun vào con đó. Khi cái rễ nó hút cái con vi khuẩn này vào nằm trong thân cây, con dẹp châm vào hút cái là bị con vi khuẩn chui vào người là con nó chết luôn. Phun một lần 3 năm sau không cần phun lại. Đó là cái thằng Pestcure, à thằng Movento này. Thế còn cái này bao lâu phun lần này? Cái này để phòng thì cứ nên tháng một lần. Tháng một lần, nhưng mà các nhà vườn thì họ phải tuần một lần. Tất cả những cây mang ở nơi khác về nhà mình đều phải phun nó để ngừa và để riêng ra. Rồi phun để riêng. Một tháng sau các bạn hãy đưa vào giàn nhà mình. Chứ đừng thấy thằng bạn nó có cho cây lan đẹp, thế là về chỗ trang trọng nhất đặt vào, nó đã mang mầm bệnh về nhà mình rồi, thì đôi khi lại lây bệnh cho. Thì kể cả cây gì cũng vậy, mang về nhà mình chúng ta phải để riêng nó ra. Và chúng ta phun thằng này hoặc thằng Phisan 20 đều rất là tốt. Thế mà về cái này với cả cái Phisan 20 này giống nhau như nhau. À, tức là nhưng thằng Phisan 20 thì không trị được vi khuẩn, không trị được virus. Chỉ phi gian của Mỹ mới chỉ được virus, còn phi gian Việt Nam không chỉ được virus, các anh chỉ chữa được nấm và vi khuẩn thôi. Thì thằng này cả nấm và vi khuẩn. Các anh có thể rửa tay vết thương là thằng này nhá. Lau vết thương của thằng này được, thằng này để chúng ta vệ sinh diệt khuẩn. Cái này nằm cây không sao gì? Cây là 2cc, còn tất cả nền đất, trụ tường và giá thể trước khi ghép một tuần phun 10cc trên lít. Anh ấy cho em cái gì cũng là nó gần đen con ra. Phenona là trị đuổi ruồi múa. À, con gì đấy? Con phun chiếu. Là Phenona gây thoải mái. Anh ơi, cái này ví dụ như mình đang trồng thì cái này mình có phun được thoải mái. 2cc trên lít thoải mái. Thằng này nó trị vi khuẩn, nó không ảnh hưởng đến cây cả. Cho em hỏi ví dụ cái này như là ở ngoài Hà Nội này thì phải mua hay là lên mua ở ông Google. Hôm nay mình nói luôn này, anh em đây là trao đổi là hoàn toàn là tự nguyện. Vâng. Đôi khi lắm lúc mình muốn trao đổi lên, mọi người thì nghĩ là ông này chắc là ông đang ăn cò của ông nào đó. Nên tất cả các thuốc là mình có thể là của Bayer này, có thể là của công ty dược thực phẩm miền Nam này, có thể miền Bắc, có thể Bắc Giang. Các bạn cứ tìm đúng
thứ nhất là tra cái thành phần thuốc nó na ná nhau mà dùng. Có thể tên thương mại có thể là Movento, nhưng ông này có thể là Movento thoải mái nhá, nghĩa là các cái thành phần trong này, này nó giống nhau thì là dùng được. Nhưng mà tốt nhất ấy, thì bây giờ chúng ta nên dùng của hãng Bayer của Đức, là nó là về chủ yếu là chế phẩm sinh học không hại cho sức khỏe, tốt nhất là không nên dùng. Ấy sơ thế thôi. Để còn bây giờ sang cái phần thứ hai là nếu mọi người ai có hứng thú thì mình sẽ hướng dẫn cái da chai cái mô. Còn nếu ai không hứng thú thì có thể còn cái còn, còn cái da hoa nữa anh. Có thể để giảm cái da hoa trước nhá. Có thể làm cái da hoa trước đi. Để rồi cái da cây thì ai